Ở đây ta áp dụng công thức E bằng HF bằng HC trên lambda bằng E cao trừ E thấp. Ở đây tìm F, E cao là chuyển từ mức trạng thái dừng có năng E cao trừ E thấp chia cho H. E cao ở đây, cụ thể ở đây là E cao là bằng trừ 1,51 trừ 1,514 EV trừ đi trừ 3,407 EV. 1 EV 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb chia cho 6,625 nhân 10 mũ trừ 34. Ta bấm máy tính. Một phẩy sáu chất sáu phẩy sáu hai mươi lăm nhân 10 mũ trừ 34. Như vậy xấp xỉ bằng là 4,572. Xấp xỉ bằng 4,572 nhân 10 mũ 14 hertz. Như vậy ở đây sẽ trùng với đáp án B.